Cùng với các địa phương khác, đến nay quận Thanh Khê cũng đã được thành phố đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt 3,5m lên 5,5m. Qua triển khai, người dân tại các khu vực này đều rất phấn khởi với chủ trương của thành phố. Đây là tuyến Địa 94, đường Trần Xuân Lê, thuộc phường Hòa Khê. Đoạn đường này dài 218m, trước đây được làm với mặt cắt 3,5m, đường cũ chật hẹp nên việc giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, hai xe ô tô không thể tránh nhau. Nay được đầu tư mở rộng lên 5,5m nên người dân hai bên đường ai cũng phấn khởi. Mở rộng ra là thành ra 5,5m, có thấy đường rộng thoáng, với lại xe thuận tiện đi lại dễ dàng. Rồi nếu như mà có sự cố mà cháy là coi như xe vô chữa cháy cũng được. Đó là coi như bà con cũng hoan nghênh là công trình đi làm đồng hoàng. Trước đây thì cái đường nhỏ thì nó cái lưu lượng lưu thông nó rất là bức xúc, thì sau này thì bây giờ mà được cứ như thế này á thì trước mắt là cảm ơn đảng và các sở ban ngành và chính quyền đã quan tâm tới người dân, thì có một đường 5,5m này thì nói chung là hoàn toàn theo ý nguyện của người dân rất là vui mừng. Thì người dân thì hoàn toàn là tạo điều kiện thuận lợi, nói chung là tạo điều kiện hết sức để cho tiến độ được nhanh chóng để hoàn thành. Trong đợt này, trên địa bàn quận Thanh Khê có 6 tuyến kiệt quy hoạch 3,5m được thi công mở rộng nâng lên thành 5,5m với tổng chiều dài 918m, được đầu tư vốn ngân sách với hơn 13,2 tỷ đồng. Để mở rộng mặt đường nên vỉa hè hai bên các tuyến đường này sẽ phải thu hẹp mỗi bên còn 1,5m. Đơn vị thi công cũng sẽ làm mới hệ thống cống thoát nước, trồng cây xanh. Nhà thầu thi công cũng đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thi công, đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết đề ra. Trong quá trình thì cũng nhà thầu đã dùng hết biện pháp là tổ chức công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như là phân luồng cho người dân đi lại để triển khai đồng bộ các tuyến trên tuyến một cách đảm bảo an toàn nhất, đúng chất lượng công trình, đảm bảo yếu tố về mặt kỹ thuật. Tranh thủ thời tiết còn thuận lợi, hiện nay các đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng các tuyến đường này và dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng cuối tháng 10 năm 2023. Qua đó giúp hoàn thiện hạ tầng tại các khu vực, tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.